Những điều cần biết về ung thư buồng trứng. Ung thư buồng trứng là một trong những bệnh ung thư sinh dục thường gặp nhất ở nữ giới, chỉ đứng sau ung thư cổ tử cung. Chỉ tính riêng tại Việt Nam, mỗi năm phát hiện hàng nghìn ca mới mắc ung thư buồng trứng. Căn bệnh này diễn tiến âm thầm, lặng lẽ, triệu chứng không rõ rệt và thường bị chị em phụ nữ bỏ qua. Vậy hãy cùng tìm hiểu về căn bệnh này nhé! 1. Ung thư buồng trứng là gì? Buồng trứng là cơ quan sinh dục của nữ, gồm hai bên. Buồng trứng phải và buồng trứng trái nằm hai bên tử cung ở vùng chậu. Mỗi buồng trứng có chứa hàng triệu tế bào để tạo ra trứng. Bao bọc buồng trứng là một lớp tế bào biểu mô. Nếu các tế bào này bị ung thư thì gọi là ung thư biểu mô buồng trứng. Loại ung thư này chiếm 90% các loại ung thư buồng trứng, nên khi nói đến ung thư buồng trứng người ta sẽ nghĩ ngay đến ung thư biểu mô buồng trứng. Các loại khác hiếm gặp hơn như ung thư tế bào mầm, ung thư mô đệm. 2. Vậy ai dễ mắc bệnh ung thư buồng trứng? Phụ nữ có mẹ, con, chị, em gái mắc bệnh ung thư buồng trứng. Phụ nữ xét nghiệm có đột biến gen BRCA1 và BRCA2 là các gen ức chế khối u. Được bác sĩ cung cấp thông tin trong gia đình có gen di truyền ung thư đại trực tràng, còn gọi là hội chứng Lin 2. Đã từng bị bệnh lạc nội mạc tử cung. Có dùng thuốc nội tiết sau mãn kinh. 3. Chị em sẽ được thăm khám như thế nào? Khám vùng bụng bằng tay, bác sĩ có thể phát hiện khối u hoặc dịch trong bụng nếu khối u lớn và dịch nhiều. Khám vùng chậu để phát hiện kích thước khối u đồng thời đánh giá tử cung bằng quang xem u buồng trứng có ảnh hưởng đến các cơ quan này không. 4. Nếu bệnh nhân nghi ngờ ung thư buồng trứng sẽ tiếp tục làm. Đo nồng độ chất CA125 trong máu. Siêu âm. Khám tổng quát, làm các xét nghiệm tổng quát. Chụp CT scan. Chụp cộng hưởng từ. Chẩn đoán mô học chỉ có được sau phẫu thuật. 5. Lời khuyên của bác sĩ, khi gặp những triệu chứng sau chị em nên đến bệnh viện thăm khám ngay. Đau bụng vùng dưới rốn, đầy bụng. Đi tiểu lắt nhắt. Bụng to dần. Các triệu chứng này thường nhẹ và cũng có thể là triệu chứng của những bệnh khác nên thường làm cho chị em mất cảnh giác chỉ hoãn đến bệnh viện không đi khám ngay. Sự chậm trễ này thường mang đến những rủi ro không đáng có. Nên nếu bạn gặp bất cứ bất thường như trên, hãy đến bệnh viện gần nhất để bắt đầu tiến hành những kiểm tra đơn giản nhất trước nhé.